Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Như là một đỉnh mệnh, những danh ca hàng đầu của nhạc Việt như là Khánh Ly và một trong số những người khác nữa đều trải qua nhiều lận đận trong hôn nhân. Đó dường như là một sự bù trừ cho việc họ đạt được quá nhiều thành công trong sự nghiệp phụ đầy hào quang. Thì phía sau đó là những góc khuất mà có thể ít người biết tới. Danh ca Khánh Ly sinh ra ở quê quán Hà Nội, cha của cô hoạt động chính trị từ thời thập niên 1940 đến 1950, nên thường xuyên phải lánh nạn, về vì vắng nhà. Mẹ đã bước đi bước nữa rồi cha qua đời từ rất sớm, trong một sự kiện bí ẩn mà cho đến giờ Khánh Ly vẫn chưa biết là tại sao. Từ thời điểm đó, vì bận rộn với cuộc sống mới, với cuộc sống mưu sinh, nên Khánh Ly nhận được sự quan tâm, thiếu tình thương và từ đó sau dường như là những khát khao sự yêu thương. Khánh Ly nói rằng vì quá thương nhớ cha, thèm khát vòng tay của cha nên thuở nhỏ cô mang cảm giác giận hờn tất cả mọi người vì những cái mình thiếu và có lẽ là quá thần tượng cha nên cô cũng thường tìm kiếm tình thương tương tự như vậy từ những người đàn ông mà cô gặp. Nhưng lẽ dĩ nhiên là không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể yêu thương vợ giống như tình thương của người cha dành cho con gái. Tình yêu đầu đời đến với Khánh Ly năm 14 tuổi. Lúc này cô chơi cùng nhóm với người anh, trong đó toàn là con trai và Hải là một người trong nhóm đó. Theo lời kể của Khánh Ly thì Hải có duyên, nhảy đầm giỏi, họ đến với nhau bằng một tình cảm rất ban sơ, thậm chí chẳng biết nắm tay, chỉ đơn giản là không tạm thầy mong, thầy nhờ. Hải từng nói khi nào anh ra trường anh sẽ cưới Mai, tên thật của Khánh Ly. Nhưng đó chỉ là một tình yêu đời đời tuổi còn rất trẻ, khi mà người ta rất còn nhiều điều quan tâm khác, nhiều nghĩa vụ cần phải thực hiện. Hãy bỏ học, dược và vào quân ngũ trở thành lính không quân, ít được về thăm nhà và thời gian xa vắng đã làm họ không còn thể gặp nhau nữa. Không bao lâu sau đó, Khánh Ly bất ngờ lấy chồng khi mới 16 tuổi và một người mà cô nói rằng không phải lấy vì yêu và những giây phút nồng nổi ở cái tuổi luôn thích làm ngược ý của mẹ, sa đà vào những cuộc vui, hậu quả là cô có bầu với một người bạn của anh mình. Tuy chồng là một công tử ăn chơi nhưng lại được sinh ra trong gia đình có đạo, biết chịu trách nhiệm với hậu quả gây ra của mình nên đám cưới trong vành đã được tổ chức trong nhà thờ. Khánh Ly theo chồng về Đà Lạt sinh con và làm sâu, tuy nhiên việc lấy chồng và có con đã không làm cho Khánh Ly trưởng thành nhanh lên được. Cô vẫn vô tư và hồn nhiên với cuộc sống hôn nhân với cả hai đứa con. Lần lượt sinh ra, dù gia đình sống ở Đà Lạt nhưng chồng Khánh Ly thường được đi công tác ở xa, rất hiếm khi về nhà. Ngoài ra vì việc mê hát lại còn quá trẻ nên Khánh Ly không phải là một người biết vun vén và sẵn sàng hy sinh cho gia đình. Nên tình cảm vợ chồng vốn không phải là quá gắn bó ngay từ khi mới cưới đã dần dần trở nên lạnh lẽo. Khánh Ly kể lại rằng chồng là một người tốt tính, hiền lành, chưa từng tỏ ra vũ phu hay thô lỗ, nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu như vậy chỉ có sự ngột ngạt, không thể chia sẻ với nhau được điều gì. Ngoài sinh con ra thì không có một điểm chung nào, gần như phần ai này sống vì tất cả những lý do đó họ kết thúc hôn nhân và Khánh Ly mang con về Sài Gòn ở tuổi 22. Đó là một người đàn ông đẹp trai, duyên dáng, lịch thiệp và được phụ nữ mê đắm. Hai người có với nhau một cô con gái chung đặt tên là Mai Mache. Trong cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài được bao lâu, năm 1972 hai người đường ai nấy đi và nguyên nhân chính là đàn ông quá đào hoa. Cuộc tình sau khi của Khánh Ly ở Sài Gòn trước năm 1975 là một người quân nhân tên là Đỗ Hữu Tùng, người đã mất tích trận Đà Nẵng tháng 3 năm 1975, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Sau khi học xong tú tài, Đỗ Hữu Tùng đã tình nguyện vào được Hòa Học 16 và trường võ bị Đà Lạt. Ra trường học cấp bậc thiếu úy vì ông xin và trở thành một sĩ quan của Đại Binh Chủng. Đỗ Hữu Tùng được nhận xét là ít nói, vẻ thâm trầm, dáng người thấp, nhưng chắc chắn là người có nước da ngăm đen, khuôn mặt hiền lành. Theo lời kể của Khánh Ly thì Đỗ Hữu Tùng, cô có mối tình sâu đậm nhất trong đời. Năm đó tôi mới ngoài 20, tôi gặp anh rất tình cờ trong một buổi khao quân ở trận Hà Lao. Rồi thời gian qua đi, theo những năm 1974 tôi tình cờ gặp được anh khi tôi ra Huế để thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi không phủ nhận rằng tôi yêu anh và anh yêu tôi, đó là tình yêu của tôi ở lứa tuổi ngoài 20. Gần 30 tôi mới biết đó thế nào là tình yêu. Cuộc tình của tôi cũng khốc liệt như thời cuộc, mặc dù chúng tôi
chị gặp được nhau không quá 10 lần. Đôi khi ngồi tại phi trường nói chuyện với nhau rồi tôi lên máy bay trở vào Sài Gòn. Còn anh trở ra mặt trận. Anh kẹt ở bãi biển Sơn Trà, Đà Nẵng và khi Đà Nẵng mất, anh không trở về. Tôi nói hỏi thăm, tôi đi tìm ở các nơi nhưng không thấy ai và không ai thấy anh. Không ai nói được một điều nào đích thực về sự mất tích của anh. Tôi đã sống với hy vọng và được gặp lại anh trong suốt 15 năm. Phải qua 15 năm đó tôi mới tự nói với mình, quả thật anh đã không còn nữa và tôi vẫn tôn thờ hình ảnh và tình yêu đó là bởi đó là tình yêu đích thực mà tôi có được trong đời sống của tôi. Năm 1975, Khánh Ly đưa con sang Mỹ. Cuộc sống không chồng, không tiền, không nghề nghiệp, cơ cực đến nơi xứ người đã khiến cho nữ ca sĩ lừng lẫy một thời, phải nhận nhiều rơi nước mắt. Cô phải làm nhiều công việc tay chân để kiếm tiền nuôi con, trong đó có cả công việc lao công, cỏ rửa toilet chất cực nhọc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.